Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất xin lỗi mọi người, 3 ngày vừa rồi Mạnh Phát không lên video đúng không? Hôm nay Mạnh Phát sẽ lên video bù cho mọi người với một lô xe. Đa phần là X-Men thôi. Đó, hôm nay có đôi 4, 6, 7 chiếc xe. Thì sẽ có 4 em X-Men, một em Ninja giá hợp lý, một em Vespa và một em Cap A rất là đẹp. Đây. Đấy, để xem lấy con nào giới thiệu cho mọi người trước nhé. Con X-Men này nhá. Con X-Men này là món X-Men giá rẻ. Mạnh Phát đang đổ sát mình mới rồi. Đấy, bánh 350 trừ 10. Chơi quả đèn siêu sáng này cho sành điệu này. Đây cho mọi người xem. Đèn sáng không? Con này á thì đi rất là ngon, giả sóc này. Bánh 350 trừ 10 đã là bình mới rồi. Đó. Đi con này đi ngon lắm, chắc xe. Có thể là ngoại hình của nó thì không được sáng lắm nhưng mà đi bù lại rất là ngon nhá mọi người nhá. Anh sẽ quay cho mọi người xem về tổng thể chiếc xe đi. Nó rất là cứng xe đấy ạ, con này rất là cứng xe luôn chứ không phải là ấy đâu. Đấy, rất là cứng xe luôn nhá. Đấy, quay đẹp. Bánh là bánh to, lốp ngon. Cứng xe. Bình mới con này Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người với giá là 6.200.000 nhá mọi người nhá. 6.200 bình mới đấy. Bây giờ mà có X-Men giá này bình mới thì chắc chỉ có Mạnh Phát có cho mọi người thôi. Bây giờ tìm được xe, thứ nhất là bây giờ là bình khó kiếm, cái thứ hai là xe bây giờ cũng rất là khó kiếm nhá mọi người nhá. Đây, tiếp theo là bọn em Ninja Cap A. Con này còn rất là đẹp. Đời cao. Đây. Con này Mạnh Phát sẽ bán bình theo xe nhá, con này đang Mạnh Phát đang để bình ở ngoài. Đây, em sẽ quay cho mọi người xem. Màu đỏ, con này rất là đẹp. Con này rất là đẹp nhá mọi người nhá. Nó rất là đẹp luôn đấy. Đây, có cả bàn đạp luôn. Chìa khóa có cả khóa từ luôn. Rất là xịn sò. Chìa khóa zin. Trên này của hãng Ninja là hàng nhập khẩu nhá mọi người nhá. Ninja nhập khẩu. Con này bình theo xe thì Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người với giá là 5.500.000. 5.500. Bình mới cát 800. Bình mới cát 800 nhá mọi người nhá. Đấy, bình bây giờ đắt lắm ấy, mà để có bình cho mọi người không phải dễ. Này hãng Ninja rất là đẹp luôn. Con này còn mới em Cap A được, đây cũng là gọi là Ninja Cap A đấy. Của hãng Ninja thôi nhưng gọi là Cap A. Rất là sắc nét nhá. Để cho mọi người xem, con này rất là đẹp, rất là hiếm ấy. Thì được em xem như này giờ thời điểm này rất là hiếm. Ok, con thứ hai nhá mọi người nhá. Tiếp theo là một em Vespa và Neoshima đời mới. Con này có biển đăng ký nhá mọi người nhá. Đây là toàn có xe lắp bình thì có xe chưa lắp bình. Nhưng anh Phát cam kết bảo dưỡng ngon, zin hết nhá mọi người nhá. Neoshima. Con này thì bị sứt một tí chỗ này. Đây, anh sẽ quay mọi người luôn. Một vết sứt ở đây. Đấy, một chỗ này nữa, một sứt ít này. Còn lại rất là đẹp. Đây, anh sẽ quay mọi người. Đây, một vết sứt này. Đấy, rồi ok. Còn lại quay tổng thể cho mọi người xem. Con này có biển đăng ký, biển 29 nhá. Này, rất là đẹp. Còn lại rất là đẹp luôn. Nó xe cũ sứt sát Mạnh Phát quay luôn. Bán hàng khách quan chứ Mạnh Phát không có chuyện là lấp liếm đâu mọi người ạ. Chỗ nào xấu Mạnh Phát cũng nói thẳng luôn. Để cho anh em mua xe ở xa yên tâm. Quay video chi tiết anh em không phải ngại vấn đề là này nọ. Đây, đăng ký ở xe. Biển 29-05314. Con này thì sẽ bán cho mọi người với giá là 7.600.000 bình mới nhá. 7.600.000 bình mới. Giá rất là hợp lý đúng không ạ? Bình mới mà có 7.600.000 thôi. Xe rất là đẹp. Còn Neoshima này là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Con này đi rất là sướng nhá. Đây, sóc này. Con này đi sướng lắm. Mới lại là xe có đăng ký này thì cũng rất là hiếm nữa. Tiếp theo là bốn em thì có 3 em X-Men và 1 em Ninja. Thì Mạnh Phát sẽ quay Ninja trước và 3 em X-Men sẽ quay cùng một lúc luôn. Con Ninja này thì đẹp hơn mấy con Ninja trong video trước nhiều. Video trước là chỉ là xe mang yếu tố cơ bản thôi. Nhưng con Ninja này là mang yếu tố đẹp. Đấy, cho mọi người xem. Có đầy đủ cả bàn đạp. Phanh đĩa đời mới. Con này sẽ có giá 3 triệu. 3 triệu bình theo xe nhá. Bảo hành 3 tháng. Chứ không phải là bình mới nhá mọi người nhá. Bình mới thì mọi người sẽ thêm 800. Ok chưa? Con này đẹp đấy. Quay cho anh em xem. Ninja cũ bật được như này là cứng xe. Đúng không ạ? Rất là đẹp, giảm sóc ngon. Con này
rất là ngon. Ninja được như này là gọi là rất là ngon rồi. Ok, còn đây là ba X-Men. Thế chúng ta sẽ quay cho mọi người xem. Đây, xe này Mạnh Phát mới chỉ phụt nước qua, chưa cả rửa ấy. Đấy, mọi người nhìn qua bụi thì thông cảm. Hơi vội. Con này chạy vành 12 nhé. Ba con này đều là vành 12. Con đầu tiên là con màu đen. Đấy, nhựa rất là đẹp. Hơi bụi thôi. Đây, Mạnh Phát sẽ vào lấy cái rẻ lau anh. Chúng ta sẽ quay tổng thể cho mọi người xem. Đây nha mọi người nhìn đây này, hơi bụi thôi. Đây mình sẽ lau cho mọi người xem luôn. Đây. Đấy. Con này sẽ bình mới nhé. Đây cho mọi người xem, lau qua cái mới ngay. Con này cứng xe lắm. Khung khiếc mới chắc chắn. Lốp ngon, lốp sau nguyên ta lông luôn này. Còn cái hệ xe X-Men mà thi thoảng giảm sóc nó bị ra một tí dầu thì mọi người thông cảm với dòng xe điện nó vậy. Hầu như con nào cũng thế thôi. Cái này không tránh khỏi nhá. X-Men hầu như con nào cũng bị thế. Giảm sóc ra tí dầu chuyện bình thường. Con này đi rất là ngon. Có đầy đủ ba nấc nhanh chậm, ba nấc tốc độ đầy đủ hết, khiển zin. Gà đi rất là bốc. Bình mới con này đi được khoảng 70 cây một lần sạc nha mọi người nhá. Như con này thì sẽ có giá là 6.900.000. 6.900.000 mọi người. Xe con này rất là đẹp. Ok, con màu xanh này cũng tuyệt vời này. Quay cho mọi người xem. Đây, tên màu xanh này cũng rất là đẹp. Con này thì có đăng ký nhá mọi người nhá. Quên. Con này có đăng ký. Con này có đăng ký nhá. Con này có biển, biển 29 này. Anh chúng ta sẽ quay cho mọi người xem. Biển đây. Biển 29. Con này có đăng ký. Con này thì không có đăng ký. Con này rất là đẹp, màu xanh. Rất nhiều người hỏi Mạnh Phát X-Men màu xanh thì đây giờ mình có một con nhá. Cũng bánh 12, cũng rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ quay cho mọi người xem. Con màu xanh này đẹp lắm, khung mới. Cứng xe con này. Con này cũng có giá 6.900.000 nhá mọi người nhá. Con này giá 6.900.000 bình mới. Ok chưa? Có con màu trắng này thì rẻ hơn. Con màu trắng này là bình mới. Thì Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 6.500.000. Đây con này có bình luôn, lắp bình mới rồi. Cũng bánh 12 nhá, cũng rất là đẹp. Nhưng mà nói chung là nhập con này được giá mềm hơn một chút thì để cho anh em. Con này khung cũng rất là đẹp, khung màu đỏ. Cứng xe lắm. Nói chung là bây giờ toàn chọn xe cứng, xe đẹp để bán cho anh em thôi. Mọi người lưu ý nhá, giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đấy, phí vận chuyển thì sẽ tùy từng nơi. Anh em sẽ nhắn tin cho Mạnh Phát hoặc là nhắn tin Zalo là gọi điện con số điện thoại là 085 993 1111. Nhắc lại này, 085 993 1111 nhé. Anh em nhắn tin để Mạnh Phát báo giá ship từ khu vực nhé mọi người nhé. Điều kiện để mua xe là mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt. Đây, biển nhà mình đây, 085 993 1111 nhé. Là anh em nhớ nhắn tin Zalo nhé. Đấy, nếu mà anh em thấy video này hay mà chọn được mẫu xe ưng ý thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Mạnh Phát nhé. Đấy, cố gắng đăng ký kênh để giúp cho Mạnh Phát được nhiều người biết đến hơn và để chọn được những chiếc xe ưng ý nhé. Đấy, anh em nhớ đón theo nhé, sắp tới sẽ còn nhiều video đẹp. Và bật mí cho anh em biết là sắp tới có một lô xe cáp A mới tinh, thanh lý, giá rất ok. Anh em phải đăng ký kênh để đón chờ nhé, chỉ có 6 con thôi. Và lên cái chắc là sẽ tranh nhau luôn đấy, giá rất là hợp lý và xe rất là đẹp. Đấy, anh em nhớ nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.